Hải Phòng đã thắng Begamex Bình Dương 2-0 và đăng quang trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2014. Sau 19 năm khắc khoải chờ đợi, các cổ động viên đất cảng mới lại có dịp chứng kiến đội nhà đăng quang ở giải đấu này. Một trong những nhân vật thi đấu nổi bật nhất trong trận chung kết diễn ra tại sân Lạch Tray vào ngày 17 tháng 8 là thủ môn Nguyễn Thanh Thắng. Sau khi có bàn thắng ngay ở phút thứ 8, Hải Phòng đã chịu sức ép đến nghẹt thở từ đội khách Begamex Bình Dương. Liên tục những pha tấn công được các học trò của ông Lê Thụy Hải đổ dồn về khu cấm địa của Hải Phòng, khiến hàng thủ của đội chủ nhà mướt mồ hôi hột chống đỡ. Nhưng trong một buổi chiều đầy hưng phấn, thủ môn Nguyễn Thanh Thắng đã bay lượn như người nhện, cản phá được hầu hết những pha dứt điểm của những Tấn Tài, Trọng Hoàng, Văn Thành. Màn thể hiện đầy ấn tượng của Thanh Thắng trong trận chung kết đã nhận được sự hoan nghênh và cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ đất cảng. Chính sự xuất sắc của thủ môn Thanh Thắng đã giúp Hải Phòng trụ vững sau những pha công phá của đội khách, trước khi Fagan nâng tỷ số lên 2-0 cho Hải Phòng từ pha phản công, chính thức giúp đội chủ nhà đoạt chức vô địch Cúp Quốc gia 2014. Sau trận đấu, thủ môn Nguyễn Thanh Thắng không giấu được niềm hạnh phúc khi đội nhà đoạt cúp. Cảm xúc của em là lúc này thật hạnh phúc và vui sướng. Em có hài lòng với cái màn trình diễn của đội nhà ngày hôm nay, đặc biệt là em có thể nói về cái hàng thủ của mình? Em rất là hài lòng với toàn đội hôm nay đã giành chiến thắng. Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của cậu học trò, ông Đan Lân Cơ, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hải Phòng không tiếc lời khen ngợi dành cho Thanh Thắng. Cậu ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Thanh Thắng đã thi đấu rất hay trong trận đấu ngày hôm nay. Cậu ta đã cản phá rất nhiều những pha dứt điểm của các chân sút đối phương và góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng. Thanh Thắng đã từng chơi cho Kiên Giang, Đồng Tháp, nhưng phải đến khi chuyển tới khoác áo Hải Phòng, anh mới giành được danh hiệu cao quý chiếc cúp quốc gia. Hy vọng ở mùa giải tới, thủ môn 26 tuổi này vẫn giữ được phong độ để cống hiến nhiều nữa cho câu lạc bộ Hải Phòng cả ở V-League, Cúp quốc gia lẫn AFC Cup.